Raserica, 20 tuổi, đã giảm hơn 3kg trước kỳ nghỉ vào tháng 9 năm 2018, nhưng cô đã nghĩ rằng đó là hậu quả của việc tập thể dục 2 lần một tuần. Cô cũng nhận thấy một khối u kích thước ở cổ nhưng cô đã không niềm nở nhiều gì cho rằng nó không quan trọng. Một thời gian sau, cô bị đau ngực độc ác dội, điều này càng khiến cô khó thở. Cô gái trẻ đã tìm đến một y sĩ gần nhà ở hạt Worcestershire để kiểm tra. Ra xe đã được đưa đi chụp X-quang và ngày hôm sau, cô nhận được tin rằng cô bị ung thư hạt Hodgkin, giai đoạn 2, chưa di căn. Cô ấy nói, bạn không thực sự tưởng tượng đó là những gì gamer thủ sẽ nghe được khi gặp gỡ y sĩ. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi cũng như gia đình tôi đã trải qua. Khối u ở cổ, nách và háng xoàng xỉnh là những dấu hiệu trước tiên của ung thư hạt Hodgkin. Ngoài ra, Rase còn bị một triệu chứng khác là đổ mồ hôi ướt sũng vào đêm hôm dù thời tiết không nóng. Tôi không thể sống một cuộc sống bình xoàng xỉnh. Mọi thứ đã bị trì hoãn trong một vài tháng. Tôi bị ốm, đau bụng, đau nhức cơ thể, miệng có mùi hôi và biếng ăn, cô chia sẻ thêm. Rita cho biết lúc đầu cô đã có một chút buồn, nhưng trong suốt thời gian đó, cô đã nỗ lực để không bao giờ cảm thấy buồn, vì phải nối tiếp chiến đấu cho cuộc sống của mình. Cô nói, tôi đã giảm cân rất nhiều vào mùa hè, mà hiện giờ tôi đã biết đó là triệu chứng của bệnh. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là hậu quả khi tôi áp dụng một hình thức ăn kiêng và tập thể dục đều đặn vì tôi giảm cân rất nhanh. Ngay cả khi tôi ăn thực phẩm không lành mạnh, tôi cũng cảm thấy lạ vì không tăng trọng lượng. Tháng 9 năm 2018, các y sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cổ. Lúc đó, khối u đã lớn bằng một cái chai sữa. Đến tháng 10 năm 2018, Richa mở màn những đợt quá trị khắc nghiệt. Sau 6 tháng quá trị, bệnh ung thư hạt Hodgkin của Rase đã được khống chế. Vào tháng 6 năm nay, cô đã nhận được hậu quả khỏi bệnh ung thư. Rase được quay về trường đại học và nối tiếp theo học. Khoảnh khắc y sĩ nói với tôi rằng bệnh của tôi đang thuyên giảm. Tôi không thể kết thúc khóc, cảm giác úy tôi vẫn còn chìm đắm cho đến tận hiện giờ. Tôi đã học được nhiều hơn về bản thân mình trong khoảng thời gian qua. Nó đã mở ra trước mắt tôi những gì tôi có và cuộc sống thực sự cần sự mạnh bạo và hạnh phúc. Những thứ khác không đáng kể, Rase cho biết. Rase Richa hiện đang giúp mọi người nâng cao nhận thức về các triệu chứng ung thư hạt Hodgkin. Khoảng 2.100 người ở Anh được chẩn đoán bận rộn bệnh ung thư hạt Hodgkin mỗi năm và 300 người chết. Tại Mỹ, 8.110 người được chẩn đoán bận rộn bệnh này hàng năm và 1.000 người chết, theo số liệu. Bệnh tạo ra trong hệ bạch huyết là một mạng lưới bao gồm các tuyến bạch huyết và mạc bạch huyết. Theo Daily Mail.